À, xin chào buổi sáng mọi người ha. Phía trước mặt ta là cái mai cúc tiên sinh nè ha. Sơn cái nụ hoa. Sáng tinh sương nụ hoa nó tròn. Đây là một cái cây mai được lấy từ Bình Định về á. Đây, cái này tại sao là như là 3 năm, 3 năm mấy 4 năm ghép mà, ghép từ nhỏ là ghép tuốt ở dưới đây nữa ha. Đây, giờ nó liền giống như cây mai con á, giống như nguyên thủy nhìn không biết được vết ghép á, nó liền lạc hết rồi. Đây, cái việc trồng mà mài cát thì lâu năm nó sẽ nổi rễ lên nè, như cây này nè. Cái này bộ rễ từ nhỏ không được xử lý á, không được xử lý nhưng mà trồng lên cát nè. Cái rễ này nó sẽ nổi lên, nổi theo cái tự nhiên này ha. Đấy, nó nổi theo rễ nơm đâu nè. Đấy mà cái này nếu mà uốn thân cái nữa là tạo hình ảnh nó cũng lạ lắm á. Còn này từ nhỏ là chỉ ghép thôi. Ghép không có sửa rễ. Không có sửa thân nha. Mà giờ to quá rồi không có sửa được nữa ha. To thân này to quá rồi. Chỉ sửa những cái thân bên trên thôi. Hoặc là chuyển dáng á, chuyển dáng dáng nằm, dáng bay gì á. Cây này cũng thể chịu được dáng bay nè, dáng này nó to nè, trồng nghiêng lại á. Với việc trồng mà bằng cái sơ dừa với bỏ trấu này thì cái rễ này không có to lên được. Chứ trồng được đất đất cát á, cát như pha với đất á thì rễ này nó mới to lên được. Đây là cái cúc tiên sinh á. Đây, sau 3 ngày hoa nở nè, nắng khiếp hồn luôn, te tua ở trần ha. Lúc mới đầu nở là đẹp dữ lắm, đẹp màu đậm. Đây nở xong một một búp rồi ha. Đây nó còn 2 búp nữa nè. Mà chắc cái này nó hết sức rồi, nó không có bung ra được ha. Chắc cái này nó bung ra chỉ có được con mồ côi đâu thôi. Con mồ côi thôi. Cái hổm này cắt lấy bo nữa ha. Đây là một cái cây á, một cái cây cũng là cúc tiên sinh đây. Đây, được sửa thân nha. Sửa thân bằng những cái ghim tre nè. Đây. Này trồng trong chậu bự luôn á, bự mà cây nó vẫn tốt à, phần đất cát dưới đây. Nó im đất á. Sửa một cái coi tốt dưới đây nè ha, dùng 2 cái ghim tre. Lên đây, lên đây. Sửa tiếp cái nhánh này thử thì nó bị cong veo quá, uống qua cong qua đây thì nhánh này có khả năng là nó bị tét ra. Đấy, người ta mới dùng cái sợi sợi dây á, sợi dây tre này nè, lạc á, người ta bó nó lại. Bó nó lại để chống tét ha. Đây khi đây, cái phần co uốn cong này nè, đấy nó cũng bị nứt da rồi ha, chứ không có hay ho gì đâu. Đây người ta uốn cũng nứt, nhưng mà người ta nứt làm sao mà cho nó lành lại lại là tốt ha. Đây cái tre bẻ bên đây nè, đấy cái tre bên đây là lắc qua kéo qua thì nó bị nứt chỗ này nè, nứt chỗ này nhưng mà cố định này thì nó sẽ nhanh liền hơn. Nhánh bự bằng gần ngón mà nó tay út ha, uống phà phà. Đấy. Lên đây cũng lắc ha, uống kiểu dáng long nè, là những cái mai dáng long Bình Định đó. Là từ nhỏ được làm như thế này nha. Ra một cái nước đầu tiên của nó. Rồi sau này thân này ngày nó càng to lên, to ngón tay cái rồi chân cái rồi cùm tay luôn ha.
đó, cũng có phân chi nè. Cái chi này thì ban đầu á thì nói chung là mình thấy người ta làm thế này nè, một cái cây mai như thế này đây, người ta đã ghép lên, đó là mai nguyên thủy á, thì nó lên xuống được thế này nè, đây rất là nhiều nhánh nè, cũng nhiều nhánh là bấm đọt đây nè, bấm đọt đây nó sẽ xảy ra nhiều nhánh. Rồi người ta uống á, thì nó có hai nhánh này nè, người ta lọc lọc bớt á để một hai nhánh thôi. Như cái khoảng cách này không bao đề là không bao giờ cố định á, ví dụ lên đây nó có nhánh đây thì uống đây, nhánh ở đây ở dưới đây thì uống dưới này, cái này thì uống dưới này, nó chỉ tương đối thôi chứ không bao giờ nó cố định được đâu. Đây cũng vậy ha, đây là có cái nhánh nè, giống như kiểu nhánh này nè, đây, lên đây có cái nhánh này, người ta uống đây, giữ lại nhánh này. Đây là cái cây xung đột nè, à, xung đột ha, ở đây được uống nè, được sửa thân nè. Cái này nó trồng xung đột thì giống như cây đầu tiên video nãy mình quay á, cây đầu tiên mà nó xung đột á, rễ nó lâu ngày sẽ nơm lên á, mình à, cái thân nó thẳng thẳng trừ à, thẳng trừ à. Đây, đây là thẳng trừ luôn nè. Đấy, thẳng trừ luôn. Với việc cây trồng thẳng trừ thì nó nhanh lớn hơn ha, nhanh lớn hơn những cái cây mà được sửa thế này thì nó phải vặn vẹo, nó mất khoảng chừng 1-2 tháng nó sẽ chậm hơn người ta, ngoài tháng nó mới phát lên nè, thậm chí là 4-5 tháng luôn thì cái bát ghét nó lành thì nó mới phát được. Còn để tự nhiên thế này là nó lớn dữ lắm, cái xương nó cứng nè, nó lớn dữ lắm, lớn à. Này là từ Bình Định mình đem về đây là 1 tuần rồi nè, đúng 1 tuần luôn á. À, đúng 1 tuần luôn à. Tuần hiện tại nó ra đọt non phà phà luôn ha. Này, đọt non này. Để nó ra một cây đọt này nó già đi là cây nó tùm lên liền à. Hổm đem về thì thấy nó nhỏ. Này, những cái cây mà mình bán cho những anh đem về thì cũng có phản hồi là nó ra đọt non mạnh lắm. Đây là dòng cúc tiên sinh nè, cúc tiên sinh nè, cực kỳ sai hoa luôn, hoa màu đậm. Này là vườn của chú Sinh làm toàn bộ là giống này không à. Làm toàn bộ giống này ha. Này, máy thực rừng á. Này. Đây, cách làm rất là kỳ công á, rất là kỳ công. Nơi vào cái dịp chợ Tết á, thì mai Bình Định người ta bán không hề rẻ, nhưng mà nó đúng á. Nó đúng với công sức người ta bỏ ra. Này, uống sữa rất là kỳ công á. Đây là sữa thân, được thử thân từ nhỏ nè. Đó có những cái cây mềm mềm à. Đó những chú những anh em miền Nam về rất là thích sữa dán bay dán đổ rồi ha. Để cái thân này sữa nuôi luôn. Thân nó còn mềm nè. Đây, dễ uống sữa ha. Chứ mà để nó to bằng ngón tay cái là tới đó là sữa là nó khó sữa ha. Mà sữa cây nó cũng bị sượng, nó cũng chậm lớn nữa. Hiện tại sữa bây giờ nó qua đốt được một cái là nó nhanh lớn phà phà luôn à. Từ những cây thẳng đứng như thế này nè, đấy, sữa một cái này được ghép á, ghép đây nè, ghép mà nó liền cốt à. Ghép hai nó hai mùa ha, hai mùa rồi đôn nó, đôn cho nó nhảy nhánh ra. Này là sữa đấy. Rất là nhanh lớn luôn. Rồi, xin chào mọi người, hôm nay là quay toàn bộ là về cúc tiên sinh thôi ha, cúc tiên sinh thôi nè. Cúc tiên sinh này, này là nó ra thêm một cây đọt nữa là nó tùm lên liền à. Cái này đem mình từ Bình Định về để bán giống cho mọi người, để chúng ta có giống sớm sớm chúng ta chơi. Còn cái này thì khoảng mọi người là khoảng đến Tết hoặc là sau Tết á. Cái này thì mình ghép ra số lượng là rất là nhiều rồi. Cái này thì đem về để năm nay chúng ta có cái đây là chúng ta uống sữa, chứ mà từ khi ghép tới khi mới ghép tới khi mà uống được cái hình này là khoảng 2 năm á. Giờ chúng ta bỏ qua 2 năm đó đi,
Đấy, bỏ qua 2 năm đó đi. Đấy, chúng ta có cái này về chúng ta uống trước ha, rút ngắn thời gian được 2 năm. Chứ mà để 2 năm nữa có mấy chú nói vui á, giờ tao bảy mấy 80 tuổi rồi, tao mà đợi mày nữa chắc tao xuống lỗ mất tiêu rồi. Đấy, có cái này đem về chơi cho sớm, cho vui cho sớm ha, chứ đợi lâu lắm. Còn những anh trẻ trẻ giống như mình á, này đem về thích đem về mấy cái nhỏ nhỏ ha, nhỏ nó rẻ tiền, vô cái này nó cũng rẻ rề à. Cũng bằng chừng ngày, một ngày người ta đi làm á, một ngày đi làm thì đem về chúng ta chơi, chăm ta vui thì làm việc nó hiệu quả hơn nữa. Đợi khỏi đợi thêm 2 năm đó, đợi 2 năm nữa, trong 2 năm đó chúng ta, nếu mà 2 năm chúng ta vui sớm thì 2 năm chúng ta làm ra số tiền nhiều khi gần gấp cả ngàn lần, gấp cả ngàn lần á. Gấp cả ngàn lần nếu mà khi chúng ta làm việc chúng ta vui á, thì nó được lợi hơn rất là nhiều. Những cây bự, những cây nhỏ mà vô chậu bự nó vẫn tốt ha, cây bự bự hơn vô chậu này còn chắc 3 thất rưỡi luôn á. Còn là cúc, cúc đọt xanh nè, cái dòng đọt xanh của dòng tiếng vua ha, cúc nó lai ra nè, đọt xanh lè luôn á, hổm về nó trổ cái quá trí luôn à. Nó có đậu trái kìa, lá này giống như lá mài dảo nha, lá bự thiệt bự, có răng cưa luôn này. Cái cúc này sẽ có thể là nó lai vô một cây dảo này không, mà nào không chừng. Này, đây là cúc tiên sinh nè, đây cái này trồng nè, giống như cây đó trồng thêm khoảng chừng 1 năm sau, 1 năm hoặc là 2 năm sau được như thế này. Ở đây không khoảng 1 năm nữa, 1 năm nữa như thế này nha. Đây, nếu mà cây không uống sữa, chúng ta này này nếu này nếu mà chúng ta muốn nhánh nào lớn chúng ta thả thì nó sẽ lớn ha. Muốn hớt theo nhánh nào chúng ta bấm mấy nhánh còn lại thả này nè. Cái này sẽ là cái thứ hình dáng bay được nè, để phải có phát họa được nè ha. Cái này nó bự rồi, cái này nó dài cả mét mét mấy luôn nè. Đây mình sẽ cắt bỏ những nhánh bên đây nha, để nó dùng thức nuôi nhánh bên đây thành nhánh bay bay tự nhiên luôn nè. Cây này bệnh quá trời bệnh á, hôm nay để trong mát bệnh quá trời. Chắc ngày mai nó mới nở cúc tiên sinh nè. Ngày hôm qua thì ngày này nở 3 bữa rồi, 3 bữa ngoài nắng luôn nè. Cánh hoa cũng vẫn nè, cánh hoa nè vẫn đây rất là chắc ha. À, xin chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Này, cái này khi mà nó ra lá thế này nè, nó bệnh bệnh như thế này nè, tất nhiên anh em hỏi nha, đây là khi bệnh đốm lá trái lá nè, chúng ta mua cái anh tra con hoặc là anh viên chúng ta xịt ha. Hôm rày mưa quá trời mình bỏ hết mấy bữa rồi đó, đáng lẽ là khoảng 1 tuần xịt 1 lần, bỏ mấy bữa nó ra nó bị bệnh nè, đốm lá ha. Khi mà đốm này chúng ta không có trị được ha, chúng ta chỉ ngừa nó lây sang cái đợt lá non tiếp theo thôi, chứ bị thế này là chắc là cái cây đó đã mất chắc diệp lục rồi ha, khô à. Chúng ta chỉ ngừa sang những đợt lá non tiếp theo này thôi để nó không có lây ra đợt lá non tiếp theo này ha, chứ nó đã bị rồi là không có ngừa được đâu, nó không có trị được ha. Như vậy thế này làm sao mà hết ha, nó đã bị cháy lá mất tiêu rồi. Kiểu như những người chúng ta cái vết thương á, cái vết thương mà chúng ta nó bị nhiễm trùng thì nó phải hư đi chứ nó đâu có lành lại được, chỉ có lớp da mới nó kéo lên thôi ha, nó thay thế chứ chứ gọi là nó không có lành ở đâu. Đây, như cái tay chúng ta bị đứt tay là nó có một cái lớp da mới nó thay thế lên thôi. À, chứ cái lớp da, cái phần đó là nó đã cũ đó, nó cái phần mà bị thương đó, nó đã hư rồi thì nó phải mất đi nha. Như là thư là nó mất đi nè. Đây, chúng ta chỉ người đặt lời tiếp theo nó ra cái mới nè, đọt nó ra cái mới thôi. Rồi, xin chào mọi người. Đây là cây cúc lớn của mình hả nè, cúc tàn hiệu tàn thông á. Cái này thì được ghép ở miền Nam, ghép ở miền Nam nè, cũng ra xanh tốt rồi, xanh tốt rồi. Tết đâu này chắc cũng có hoa nữa rồi đó.